đây mình vào trong cái nhà thu phí, mình quay thoáng qua thử. Ở đây cũng có xôn chảo rồi cho những người thu phí họ ở, họ nấu ăn nè nè. Bàn ghế rồi này nọ nó bỏ ngả nghiêng ngả ngửa hết. Trong này cũng có tivi rồi bài bản. Mở điện thử có nha nè. Chắc có lẽ là ngắt điện rồi. Mình đang trên đường chạy xuống cây cầu gỗ. Cây cầu được cho là dài nhất Việt Nam, bắc qua sông, làm bằng gỗ, đường rất là khó đi, hư hết trơn. Tình hình sau bão số 12, đường xé hư hết trơn rồi anh em. Ở đây mấy cái cây này nó gãy, nó xuống, nó chắn ngang đường luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô phía bên trong, dừng xe ở đây ha. Dừng xe ở đây, đi vô phía bên trong khám phá thử. Đây, đường đi vô trong cầu gỗ đã bị hư hỏng hoàn toàn anh em. Cây cấu rồi nó hư, nó ngã sập xuống nè. Này là mấy cái quán mà họ đỡ cho, họ vớt được anh em. Họ vớt được khi mà cây cầu nó sập, họ vớt được nè. Đây mình đi vô bên phía bên trong. Dọc cái đường đi vô trong cầu là hư hỏng hết hoàn toàn. Đường nứt nẻ hư hết nè. Đây là cây cầu gỗ mà giới trẻ sống ảo cùng với các anh em đi phượt thì rất là thích. Nhưng mà bây giờ nó hư hỏng, hầu như không còn gì hết anh em. Đó, mấy ngày hôm trước là nước nó dâng cao lên tới ngập hết tất cả các cái khu vực này luôn. Đó, mọi người thấy rác á. Rác, cỡ rác này nó phủ lên trên tại cái khu vực của cái trạm thu phí của cầu luôn nè. Xin chào anh em, mình đang có mặt tại cây cầu gỗ hay còn gọi là cầu Ông Cợp. Đây được mệnh danh là cây cầu gỗ bắc qua sông dài nhất Việt Nam. Đây anh em, bắc qua sông Phú Ngân. Phía bên hướng chỉ của mình ở phía bên kia đó chính là xã An Ninh Tây của huyện Tuy An. Còn phía bên này tiếp giáp với quốc lộ 1A. Đây là phường Xuân Đài của thị xã Sông Cầu. Trải qua cây bão số 12 vừa rồi, cộng thêm nước lũ từ đầu nguồn thả về rất là nhiều, cho nên là đã đánh sập cây cầu nối liền bà con của hai khu vực đi qua đi lại, làm giao thông ở đây là ách tắc luôn anh em. Đó, bây giờ mà muốn qua bên xã An Ninh Tây thì chúng ta phải chạy vào trong nghe chỗ Chí Thành đó, có cái đường đi xuống gành đá đĩa anh em thì chúng ta mới đi được. Đây là cái nhà thu phí. Cầu hư hỏng rồi, nay không có ai hết trơn. Đây. Sập hết hoàn toàn anh em, nó cuốn trôi hết tất cả. Đấy. Cái cầu này nó dài 800m bắc qua sông Phú Ngân. Được đánh giá là cây cầu gỗ bắc qua sông dài nhất Việt Nam. Và trải qua bão số 12 là đã bị đánh sập hoàn toàn hết. Mình đi ra phía mé mé này không biết có sập không biết. Bây giờ nước sông của ngày hôm nay thì đã rút xuống rất là nhiều rồi. Còn những ngày trước thì nước sông dâng cao ngập cả cây cầu luôn nha anh em. Ngập cả cây cầu luôn đó. Mọi người thấy rác nó phủ trùm lên cái khu vực của đường đi của cây cầu nè, cộng với cái nhà thu phí luôn. Đó. Nước nó dâng lên tới này, rác nó mới lên được tới đây nha anh em. Đấy, mọi người thấy.
nước từ thượng nguồn đổ về rất là mạnh, cộng thêm rác và mọi thứ làm cho cây cầu đã bị sập đổ hoàn toàn. Một tin rất là buồn cho bà con nhân dân ở tỉnh Phú Yên. Thì các anh chị mình biết là những ngày vừa qua bão lũ xảy ra ở miền Trung rất là nặng. Thì riêng về cây bão số 12 vừa qua cộng thêm nước lũ từ đầu nguồn đổ về đã làm cho tôm của bà con nhân dân ở huyện Sông Cầu thì chết rất là nhiều. Những ngày vừa qua thì có lẽ là quý anh chị mình xem thông tin ở trên mạng, trên báo rồi trên thời sự cũng nghe rất là nhiều về cái thiệt hại của bà con nhân dân ở thị xã Sông Cầu. Đấy, mình quay rác nó lên ngập phủ hết cả cây cầu luôn nè, tràn vô trong đây luôn, tràn vô trong cái khu vực. Có chiếc xe rim Thái bỏ ở đây luôn. Đây là cái nơi sống ảo mà các bạn trẻ rất là thích. Không biết là từ đây tới Tết thì người dân có phục dựng lại cây cầu này không nữa. Đây có cái bảng thu phí qua cầu. Căn cứ theo quy định của Ủy ban Nhân dân xã An Ninh Tây ngày 30 tháng 12 năm 2009 xét duyệt thu lệ phí qua cầu như sau: Honda 3.000 trên một lượt, không kèm hàng hóa anh em, xe đạp 2.000, đi bộ 1.000, Honda chở hàng hóa 100kg là 5.000. Đề nghị quý khách qua lại cầu thực hiện đúng theo quy định trên, chủ tịch xã An Ninh Tây để ký. Như mình bữa nay mình đi bộ là 1.000 nè. Đấy, mình đi bộ lên qua tới cái nhà thu phí đi là 1.000 rồi đó anh em. Đây mình vào trong cái nhà thu phí, mình quay thoáng qua thử. Ở đây cũng có son chảo rồi cho những người thu phí họ ở họ nấu ăn nè anh em. Bàn ghế rồi này nọ nó bỏ ngả nghiêng ngả ngửa hết. Trong này cũng có tivi rồi bài bán. Mở điện thử có không nha nè. Chắc có lẽ là ngắt điện rồi. Rất là đáng tiếc ha, có lẽ rất là nhiều bạn trẻ cùng với một số anh em thì có lẽ chưa đi qua cây cầu này. Hy vọng là từ đây tới Tết thì bà con nhân dân của hai địa phương xã An Ninh Tây và phường Xuân Đài của thị xã Sông Cầu sẽ phục dựng lại cây cầu này để Tết năm 2021 nó sẽ có một cây cầu mới rất là đẹp ha.